Bitcoin đang đi theo một cái mô hình vai đầu vai. Hiện tại thì uh, uh, mức giá đang là 16.300 đây là Bitcoin này các bạn này. Thì Bitcoin đang đi theo một cái mô hình vai đầu vai. Thì uh, bây giờ nếu mà uh, chúng ta sọt ở đây thì nghĩ rằng nó sẽ uh, có thể là hơi sớm. Một ý là các bạn sẽ đợi là nó lên cái vùng 10. 17k hoặc là 18k chúng ta sọt so xuống. Hai là chúng ta đợi nó phá vỡ cái cái đường neckline này thì nó sẽ ổn định một xu hướng. Tại vì nếu mà nó vẫn giữ được trên cái 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 vùng 16k3 16k4 này các bạn này thì nó sẽ có vẫn có thể từ đây nó hồi lên. Tương tự như thế ETH các bạn này. ETH uh, thì hiện tại uh, nó cũng đang có dấu hiệu là nó đi theo cái mô hình vai đầu vai các bạn nhé cũng là một cái mô hình vai đầu vai thì đây nếu mà ETH nó giữ được ở trên cái mùng 1220 thì nó có khả năng đi tiếp